Sự thật thông tin hàng trăm trẻ thơ có mẹ F0 không người chăm sóc, thiếu thốn đủ điều tại Bệnh viện Hùng Vương. Đêm ngày 11 tháng 9, rất nhiều diễn đàn trên mạng xã hội chia sẻ thông tin từ bài viết của một tài khoản cá nhân về các em nhỏ không người chăm sóc tại Bệnh viện Hùng Vương, nhanh chóng thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Theo đó, thông tin này cho biết, vì có mẹ là F0 nên hàng trăm trẻ thơ đang rơi vào tình trạng thiếu thốn vô cùng. Hàng trăm trẻ thơ không có người chăm nom, mẹ là F0, tiếng khóc thét suốt cả ngày vì đó, không có đồ bận, không tả thay, không có sữa uống. Nhiều trường hợp các con không thể liên lạc với gia đình vì người thân đã ra đi. Bài viết còn kêu gọi mọi người dang rộng cánh tay đóng góp, giúp đỡ về mặt vật chất cho các bé. Tài khoản này cho biết sẽ đứng ra để tập hợp những món quà Mạnh Thường Quân đóng góp và chuyển tới cho các em nhỏ. Người này khẳng định đang liên lạc với Bệnh viện Hùng Vương để có thêm thông tin, rồi sau đó sẽ lập tức chuyển tả sữa, quần áo, máy thở, lồng ấp cho trẻ sơ sinh tới cho các bé. Trước câu chuyện đáng thương trong mùa dịch bệnh, ai nấy đều không kìm được nước mắt thương xót. Những dòng chữ ấy cứ thế được lan truyền mạnh mẽ khắp các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hoài nghi trước thông tin được đưa ra. Điều đáng nói là ngay sau đó, Facebook người đăng tải đã biến mất kỳ lạ. Mới đây, trên bay Bệnh viện Hùng Vương có tích xanh đã lên tiếng chính thức khẳng định thông tin hàng trăm em nhỏ không người chăm sóc, thiếu thốn vì mẹ là F0 là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Hiện tại, các bé tại khoa nhi sơ sinh đều được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện điều trị và chăm sóc hết sức tận tình và chu đáo, không hề có chuyện dây đàn lan truyền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.